Xin chào quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với Sân Phú Thọ để theo dõi trận đấu cuối cùng, trận đầu tiên của mùa giải năm nay. Khá nguy hiểm, không vào. Có lẽ như bóng vẫn chưa đi qua vạch bôi. Các cầu thủ Hồng Sư Đoàn Phú đang tạo áp lực với phần sân của Hữu Hạng Mobile. Người đang đứng trước quả đá phạt là trung vệ Nguyễn Hoàng Thiện. Nguy hiểm vào! 1-0 dành cho cầu thủ Sư Đoàn Phú. Pha ghi bàn của trung vệ Hoàng Thiện. Cú đá với lực đi rất căng. Quỹ đạo của đó là cực kỳ khó chịu với cú đá vừa rồi của Nguyễn Hoàng Thiện. Một chút tác động của Kim Long và Minh Cung ở phía trên đã khiến cho thủ thành bên phía Huy Hoàng Mobile bất ngờ. Đó là Phong Minh Nhật. Quả ngơi! Đây rồi! Công vào! Một pha bóng phối hợp khá hay giữa Thành Lộc và Cao Thế Anh. Thành là người đã có cơ hội đối mặt với Văn Hưng. Minh Cung đã bị trượt chân. Phá chỉ bóng ra ai? Khá nguy hiểm! Trọng tài xác định đã có lỗi của Thành Lộc đối với Văn Hưng. Một tướng bằng ra rất nhanh của Văn Hưng. Có lẽ như chân của Thành Lộc đã chạm vào tay của Văn Hưng. Cắt bóng tốt. Cộng Duy. Trọng tài xác định không có lỗi của Cao Thế Anh. Nguy hiểm. Come on. Pha dứt điểm của Võ Thành Lộc. Một pha bóng mà Thành Lộc đã có được quan trọng cho mình. Mặc dù nó không quá lớn nhưng đủ để sức chạy có thể mang đến bàn thắng cho mình. Phá đá bóng rất an toàn. Khá nguy hiểm. Vào! 2-0 dành cho cầu thủ Sư Đoàn Phú. Đó là pha ghi bàn của Kim Long. Tiền vệ mang số 7 của đội bóng Hồng. Cú đá bóng sệt tương đối khó chịu. Bóng đá treo cầu dọc và đập vào người thủ thành bên phía cầu thủ Huy Hoàng Mobile và đi thẳng vào lưới. Quả thắng của Kim Long. Quả thắng này số 2-0 dành cho cầu thủ Sư Đoàn Phú. Chúng ta đang chứng kiến những bất ngờ được tạo ra trong trận đấu này. Thì mà Sư Đoàn Phú họ đang mang đến một người dài thật sự rất khó lường. Nếu như việc không có điểm ở trận đấu ngày hôm nay và phải nhận thêm thẻ vàng nữa, với 3 tấm thẻ vàng thì sẽ bị trừ đi 1 điểm. Thẻ vàng đã được rút ra dành cho cầu thủ bên phía Sư Đoàn Phú. Có lẽ như người đã có một tuống vung tay để nhận thẻ vàng vừa rồi là số 6 Nguyễn Tịnh. Một pha bóng cố định. Ngọc Hoàng Phú chắc chắn sẽ tập rất nhiều những bàn đá phạt như thế này. Khá nguy hiểm. Vào! Tỷ số đã được xuống ngay xuống còn 1-2 cho cầu thủ Huy Hoàng Mobile. Cú đá phạt về góc gần của Minh Phương. Cú đá quá đẹp và đó là tình huống mà Văn Hưng đã không có được sự chủ động. Quá đáng tiếc khi mà đó Hồng đã đi cho Vương có được bàn thắng giúp tỷ số trong hiệp 1 này. Nhưng đó là bóng đá. Bóng đá luôn là như vậy. Chỉ cần một thắng thì là chúng tôi. Phạt bóng khá nguy hiểm. Thành Công vào! 3-1 dành cho cầu thủ Sư Đoàn Phú. Đó là pha ghi bàn của Nguyễn Trọng Thanh Hùng. Cầu thủ Áo Cam đã mắc sai số tướng vừa rồi. Họ phòng ngự không tốt và đã để cho đối phương ghi bàn thắng thứ 3 trong những phút đầu của hiệp 2. Thật sự đáng tiếc cho cầu thủ Huy Hoàng Mobile phá bóng phòng ngự vừa rồi. Khoảng cách đã được nới rộng thành 2 bàn trở lại cho cầu thủ Sư Đoàn Phú. Và lưới của cầu thủ Huy Hoàng Mobile đã rung lên là thứ 3 trong trận đấu này. Trận đấu mà Sư Quân Sơn cũng đã thiếu 2 trụ cột cho đội hình, đó là Kim Trung và Minh Giang. Số xa, không vào. Pha bay người tốt của Văn Hưng. Một pha cản phá xuất sắc của Văn Hưng. Cú đá vùng chân rất nhanh của cầu thủ Anh. Tất cả cầu thủ Hồng đã lùi sâu. Không được. Vẫn còn dài cho cầu thủ Sư Đoàn Phú. Cộng Duy. Cối. Dứt điểm. Không vào. Cú đá của Cộng Duy. Bóng đã đập vào chéo cam. Vẫn còn Nguyễn Tình. Và cả ngang sau đó lại hơi sâu rồi. Một pha bóng chuyển trạng thái rất nhanh của cầu thủ Hồng. Nguyễn Tình cũng đã rất bình tĩnh để giữ bóng mà chờ đồng đội băng lên để hỗ trợ với số đông. Kim Long. Khá nguy hiểm. Tiến đây. Vào. 4-1 dành cho Sư Đoàn
và đó là pha lập công của Công Duy. Cầu thủ Hồng đang tỏ ra quá nguy hiểm ở những pha phản công nhanh. Những tình huống chuyền chéo thái nhanh luôn là có dao rất sắc bén của cầu thủ Hồng. Huy Hoàng ngoài đang sắp bẫy của đối phương ở những pha sân cao. Cầu thủ Hồng họ tròn trừng chuyền chéo thái rất nhanh, rất bình tĩnh trả bóng ngược trở lại cho Công Duy. Và một cú đá không thể cản phá dành cho thủ thành bên phía Huy Hoàng có bay. 4-1 rồi. Sự linh hoạt và cơ động của Công Duy đã giúp cho anh có được bàn thắng trong trận đấu này. Họ đang dễ đá rất nhiều so với đối thủ của mình, đó là Huy Hoàng có bay. Chuyền bóng sai số, không vào. Phải ra trận rất nhanh của cầu thủ số 8 vừa rồi khi có gọi. Đó là Lê Thành Nhân. Quốc Hoàng dứt điểm và chích bóng, chích mũi dậy rất nhanh của Quốc Hoàng. Vị trí tương đối xa và không thể tạo ra bất ngờ đối với thủ thành bên phía Huy Hoàng Mobile. Khá nguy hiểm. Thủ thành bên phía Huy Hoàng Mobile đã cho giải pháp an toàn để chịu quả đá phạt góc là cực kỳ tốt. Lợi thế cho cao thủ Hồng. Dứt điểm, không vào. Bóng đá chạm vào thủ thành bên phía Hoàng Mobile. Thẻ vàng đã được rút ra dành cho số 15. Trận đấu mà chúng ta đã được chứng kiến quá nhiều tấm thẻ vàng được rút ra cho trận đấu này. So với 3 trận đấu đã khép lại thì đây là trận đấu được xem là nhiều thẻ vàng nhất. Có lẽ như này cũng là những tình huống cuối cùng của trận đấu rồi. Vâng, và đúng là như vậy. Trọng tài chính thức đã cho trận đấu khép lại. Huy Hoàng Mobile đã để thua trong trận đấu ra quân với tỷ số 1-4 trước các cầu thủ Sư Đoàn An Phú. Một trận đấu mà các cầu thủ Sư Đoàn An Phú đã chơi hay ở buổi sáng này. Trận đấu ra quân của họ là một trận đấu đã để lại dấu ấn và khiến cho những đối thủ ở những trận đấu sắp tới sẽ phải xem chừng với những gì mà họ đã trình diễn trong trận đấu ngày hôm nay.